bài ấy là bài ấy ăn gỗ luôn mà vậy được. Anh có chuyên môn đánh kích quẹt bốn mấy quẹt đúng không? Đóng thế. Anh quẹt 48, anh chuyên sớm hơn. Đóng thế. Mới 3 sớm hơn anh thôi. Nếu có chuyên dân cảm giác ép là vẫn mắc hơn. Bây giờ anh phải đóng A cao ấy. Cứ từ 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 từ. Ở đường 3 ăn cửa 3 mà được. Malamaz, Malamaz, Omis, Malamaz, Yuri, Malamaz, Rogan, Malamaz, 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 Zoganta, Zoganta, Omis. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên của trận đấu thứ hai. Trận đấu đầu tiên ta đã để thua với tỷ số là 3 rồi, ông Hương vào ôm bom ngay được. Tiếp tục là một trận đấu có được những cánh rừng là cánh rừng dừa. Bảy hiệu dành cho game thủ Cam Quyết. Vâng, có xe giò. Hiệp đầu sẽ tiết kiệm được những con nông dân đi giò và đi giò bằng những con xe giò như này thì là cực kỳ là an toàn. Vâng, đây rồi, phía 6 giờ đang rất nhiều đồ dành cho game thủ Cam Quyết. Tôi quan sát thấy thì có được một bãi quả, một con voi và sau đó là một bãi yêu nữa thì phải. Vậy chỉ khá nhiều đồ. Tạm thời thì bãi yêu đầu là bãi yêu 5, đã về với trái chính của game thủ Cam Quyết rồi. Bài này tiếp tục là bài rừng sâu. Vâng, như vậy là chiếc bét đầu thì dường như game thủ Cam Quyết đã quyết định đóng tại cánh rừng dừa. Vâng, như vậy là đổi hướng thành rừng thông. Ở phía ngoài thêm 7 hiệu nữa. À, xin lỗi, thêm bãi quả nữa. Vâng, thêm một đồ là bãi quả dành cho game thủ Cam Quyết ở phía ngoài. Bài là bài lực khỏe. Vậy là con nông dân đã đưa được hai con voi về với nhà chính của chúng ta. Bây giờ chúng ta chuẩn bị xử lý những con voi. Rồi, và cầu voi tốt. Đây không phải hạ thấp nó xuống, hạ thấp cái này xuống này rồi đấy. Vâng, bài một bầy hiêu 5, một đôi voi và ba bãi quả dành cho game thủ Cam Quyết. Như vậy chúng ta đã phát hiện ra thế nhà của game thủ Cam Quyết nằm ở hướng 11 giờ.
hướng lên 12 giờ. Và không, dường như là không ai chết dân. Cắm quyết xoay tam hơi nhanh và tôi vẫn chưa kịp nhìn thấy chỉ số đi dò của đối phương. Đây rồi, nhà BA đến từ game thủ Chipboy. Có đúng là nhà BA hay không? Nếu đúng thì đây sẽ tiếp tục là một trận đấu nữa mà Chipboy lên đời sớm. Vâng, đúng là như vậy, đấy là nhà BA của Chipboy. Chúng ta dâng A cao và thêm một cái nhà BM để ăn, thêm một cái nhà BG để ăn cái bãi quả ở phía nhà của game thủ Chipboy. Lực ăn hoang là khỏe bài này. Vâng, và thậm chí rằng ăn được ngay cả một bãi quả ngay cạnh nhà của game thủ Chipboy nữa. Chipboy không ăn bãi quả này chứng tỏ Chipboy cũng là một bài đẹp. Chúng ta đã biết được thế nhà của đối phương, nhưng đối phương thì chưa biết được thế hướng nhà của chúng ta. Và đấy là những cái lợi thế nhất định ở ban đầu dành cho game thủ Cam Quýt. Như vậy là không đóng thêm những nhà VA tại vị trí mà chúng ta đóng nhà đầu tiên nữa, và quyết định đẩy lên phía trên này. Phía trên này sẽ làm 5-4A. Vâng, đóng lên hướng phía 12 giờ 4A. Tổng sẽ là 5-3 bài này. Chủ động đóng thêm E để lát nữa lên đời có thể xin được dân. Tiếp tục điền hoang bãi quả phía dưới. Lực ăn hoang là rất khỏe. Kích đời và sóc dân nhà chị. Như vậy là Chipboy cũng đang lên đời 2 là chuẩn, nhưng đời 3 thì lỗi đến từ Chipboy. Chipboy đang lên đời 3 lỗi. Và có lẽ rằng chúng ta sẽ ít nhất là lên ngang veo với game thủ Chipboy ở đời 3. Tiếp tục là một bãi quả 5 cây đến từ game thủ Cam Quýt. Vâng, lên đời 3 bằng khít với chúng ta đến từ Chipboy. Để ý đóng thêm E, vì bây giờ chỉ cần sóc mấy con dần nữa là sóc thêm một tên quân nữa là mít. Chuẩn bị có bánh xe rồi. Những giây phút vâng hòa bình chuẩn bị trôi qua và chuẩn bị đánh nhau rồi. Tham lai đang là 28, cứ mỗi lần thì nở ra 5 tham. Vâng, và bầy hiêu này sẽ là mục tiêu khai thác đầu tiên của game thủ Cam Quýt vào nhà của game thủ Chipboy. Một cái con cung R ở cái vị trí đặt nhà bé đầu tiên sẽ bắn vào đây. Còn còn bốn cung R kia sẽ đẩy thẳng vào bãi gỗ của Chipboy. Đây đây là bãi gỗ của game thủ Chipboy. Không, chạy siêu nhanh và Chipboy cũng đã đánh hơi thấy vị trí đặt nhà bé mới của chúng ta. Và chúng ta đang chạy bãi quả và Chipboy cũng đi ăn hoang trăng. Tôi thấy là những con nông dân ăn bầy hươu của Chipboy chạy ra giữa bản đồ. Tôi thấy là như vậy. Và liệu rằng Chipboy có đang ăn ở giữa bản đồ hay không? Chipboy đang quay lại bãi quả nha, chạy luôn, cơ dân chạy luôn. Chipboy đang tách được cung R đi bóc máy vào nhà của chúng ta. Đây rồi, hướng 2 giờ là vị trí mà Chipboy đang bú bầy hươu. Và game thủ Cam Quýt đang quản bản đồ cũng là khá tốt trận này. Khả năng ngoài vị trí này, à không, như vậy là đây là bãi gỗ của Chipboy. Chipboy ăn gỗ ngay cạnh nhà BA. Tôi đang nghĩ rằng ngoài cái bầy hươu này vẫn đang còn một vị trí nữa hướng xuống nhà chúng ta, là vị trí đang được game thủ Chipboy khai thác những con hươu, những con voi hoặc là một hai bãi quả bị bắn nhà BA. Chính xác là con cung R mới nở ra đang bắn nhau với con cung R của game thủ Chipboy đang bị mít E. Vâng, tầm xa chúng ta là bảy cổng. Ui rồi, rất thính đến từ Chipboy, cũng là 5 BA. Vâng, dân nhà chính đang xin rất rất mạnh. Chúng ta tạm thời nơi trồ nhà BA của game thủ Chipboy. Sóc mạnh dân nhà chính một tơn để cho ăn gỗ nào. Chipboy đang để cung R về kìa. Tiếp tục phát hiện là bãi quả. Chipboy đang quản dân tốt thế à rồi. Và tiếp tục đây là bãi gỗ mà Chipboy nó vẫn đang ăn bầy hươu kìa. Chipboy nó vẫn đang ăn bầy hươu 2 giờ này. Vâng, bây giờ Chipboy đang công về mặt nhà BA của chúng ta. Chúng ta đã đuổi theo dân của đối phương. Vâng, dân đối phương đang chạy thẳng xuống hướng từ hướng 6 giờ lên này. Rất nhiều dân đã đứng thở đến từ Chipboy. Để ý chạy luôn dân ở chỗ cánh rừng. Và chúng ta vừa ăn được một đạo dân to của Chipboy.
khi mà đạo dân này đang đứng thở tại cái BG ăn quà của chúng ta. Vâng, những nhà BA cũng đang nở đều và khả năng tầm này thì chiếc bòi đang ăn gỗ lại ngay từ nhà chính của mình, đặc biệt là cái chỗ vị trí gần nhà BA của đối phương. Vâng, cũng là như vậy, đằng xa là bảy có một chiếc bòi, khả năng cũng thế thôi. Chiếc bòi đang nở dân, chúng ta có một con dân đứng ở nhà chiếc bòi kìa, anh kìa quyết kìa, kìa đấy 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 đấy, đấy. Con dân đấy. Ui, bài chiếc bòi lỗi đuổi voi này. Vâng, timeline đang là 40 dành cho game thủ Cam Quýt. Và chúng ta đang giữ được một số lượng dân là tương đối lớn. Vẫn chưa có tay để diều dắt cái con dân mà đang vứt ở trên nhà chị boy về. Đây 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 đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, rồi, ấy. Có đủ gỗ để về. Chị boy quay đầu. Vâng, chip boy quay đâu? Chip ơi, chip ơi. Ăn được khá nhiều dân của chip boy. Ăn được khá nhiều dân của chip boy, bây giờ chúng ta phải phá e để chạy. Vâng, tiếp tục quản lại những cái ruộng tại nhà BG của chip boy. Timeline đang là 39. Rồi, cuối cùng cũng đã có được thằng tay để cắt cử, đẩy những con nông dân đang lang thang ở giữa bản đồ về trên nhà chiếc boy về với những vị trí làm kinh tế. Có dân không? Không hề có dân. Nhà chính thì sao? Chỗ này liệu có dân hay không? Như vậy là không có dân đến từ chiếc boy. Ở đâu nhỉ? Đây rồi, con voi đang vừa bị xả thịt xong. Bắn nhanh nào. Nhanh nào, chiếc boy cũng đang rất để ý bản đồ con. Và tham lai đang là 35. Cẩn thận, chim bòi đang quả lại bãi gỗ chúng ta ở cánh rừng dừa. Dân chim bòi đang đứng thở. Vâng, và chết thêm con dân nữa khi con sư tử đã hỗ trợ. Tham lai đang là 35/44 dành cho game thủ Cam Quýt. Và game thủ chim bòi đang rất đông cung rờ để quản lại. Dân nó đang chạy về bãi gỗ, bãi ruộng. Đấy, 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 đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bãi ruộng, để cho nó làm đi. Để cho mất thằng tay một tí, rồi đấy mình làm và mình bắn luôn. Nào, vào nào, vào nào. Ôi đồng, đứng kín, may quá không kín. Chúng ta cũng phải vào khoanh ruộng ngay. Hay quá, tiếp tục là tình huống sư tử giúp sức để cấu rỉa máu cho con nông dân. Những nhà BA vẫn đang xin được ít nhất là 1 đến 2 nhà BA đều. Vâng, tầm này có đứng thủ tất cho bãi quả này không? Chúng ta đang có hai cái ruộng ấm. Kìa 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 kìa, cung kìa, cung kìa. Vâng, nhà chính vẫn đang xin được dân. Tôi vừa nghe tiếng xin dân của game thủ Cam Quýt tại nhà chính. Vâng, cung rồi chúng ta đang là khá đông. Để ý bãi quả nha, chạy luôn. Tham lai chúng ta đang đi. Nhưng quan trọng là những chú dân. Vừa rồi là một tên mất dân đau, rất đau. Như vậy là sau khi tên mất dân vừa rồi, tham lai ít nhất trở về cân. Chỉ một thoáng không để ý thôi thì chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt. Có hai con cung rờ đây thì đẩy đi, 12 giờ sẽ là mục tiêu. Có lẽ rằng tầm này chị boy đang có được những cái ruộng ấm ở đâu đấy. Liệu 12 giờ có phải là vị trí có ruộng ấm của chị boy hay không? Bây giờ thì tôi nghĩ rằng dân chúng ta là ngang phèo với dân chị boy, và tham là tham cân, và lượng quân cũng là ngang phèo. Nếu có một tên cung rờ đi khéo có thể bắt được những tên cung rờ nhỏ lẻ của đối phương thì hay, nhưng tầm này tôi nghĩ các game thủ chúng ta sẽ không đi lẻ cung rờ vì lo sợ bị bắt quân. Bị bắn bay gỗ kìa, bay gỗ kìa, bị bắn bay gỗ kìa. Đây là một thế trận mà giành giật nhau từng tham một.
không biết giờ này chiếc voi đang ăn ở đâu. Rồi như vậy là ăn được 3 con giò đi lỗi của cái chiếc voi. Chiếc voi đang ăn ở đâu nhỉ? Vâng, có những con xe giò thì đẩy nó đi. Cái chớp mất hình đầu là sẽ công ngay. Bây giờ chiếc voi đã đốt nhà về à chúng ta. Cháy ruộng nha. Vâng, như vậy là chị Boy đang làm dân tại những chiếc ruộng, tại ruộng chính của ruộng tại BG của mình thời điểm đầu. Chạy dân nhanh. Rồi sẽ bắn là siêu siêu nhanh. Đang giành giật nhau từng tham một. Bây giờ thì đấu quân cùng chị Boy. Bắt. Vâng, đang điều cũng là rất khéo dành cho game thủ Cam Quýt. Tôi nghĩ tầm này chị Boy cũng không đi ăn hoang. Chị Boy sẽ vâng, tập trung ăn tại mấy cái móng ruộng ở phía trên. Chúng ta vẫn đang được một vâng, vẫn đang xin được dân đều khi mà chúng ta đang có được hai cái ruộng ấm. Kiểm tra kỹ những cái ruộng của chị Boy đi. Đây đúng rồi, biết ngay mà. Vâng, chơi cái bài dương đông kích tây mà con rờ dụ con rờ kia bắn vào con cung rờ sẽ bắn vào dân của chị Boy. Vâng, tham này 26. Vâng, tham lai nở lên 27 dành cho game thủ Cam Quýt. Đây rồi, phải ép áo. Rất đau tôi này. Vâng, ui rồi, chạy. Những cái dự ấm đã bị phát hiện. Vâng, bây giờ thì chúng ta mất dân của đội bạn thì vẫn đang mất cả dân và cả quân. Tham lai trở về 22. Vâng, tôi cũng không biết là timeline bên nào đang tươi hơn nữa. Tôi phải tận mắt nhìn thấy cơ, phải thấy cái timeline rất bé thôi. Mất một time thôi, nó có thể là vâng, tranh nhau một time thôi. Nó có thể là một bên bì và một bên là yếu hơn. Bây giờ thì đuổi theo quân của đối phương. Khả năng cao là vẫn có dân ở đây, biết ngay mà. Toàn rất đầy máu thôi, như vậy là chiếc bóng đang nở dân. Bây giờ sẽ không đủ lực để mà ra những cái ruộng mới cũng như là những vị trí ăn hoang đâu. Chứ ăn với thanh quản ba cái ruộng này là cửa thẳng cao. Vì tầm này là đội bạn cũng yếu lắm rồi, cũng giống như chúng ta thôi, không ra được ruộng nữa. Chỉ có những cái chỗ nào ăn hoang là cố gắng chật lực ăn hoang ở đấy hoặc là làm ruộng ở đấy thôi. Rồi, bắt luôn tôi cũng rồi này, chị Boy về. Hãy lưu ý rằng chị Boy cũng tôi cũng rồi phía sau. Chị Boy cũng đang trồ lên luôn. Dắt cũng rồi. Phá ghe để lấy lại gỗ không? Tầm này 15 gỗ cũng là cực kỳ quý. Vừa xin thêm một con dân là chính nữa rồi, vừa đỡ ra rồi, cho làm ruộng luôn. Tạm lại trở về chỉ là 19. Tiếp tục đấu cùng. Như vậy là cả hai game thủ đều còn khá ít dân. Chủ yếu là cung rờ. Và sinh tử ở tầng rờ này. Sinh tử ở tầng rờ này. Và chúng ta đang ăn được nhiều cung rờ hơn so với Chip Boy. Và liệu rằng Chip Boy có quýt tuần này không? Tham lai chỉ là 14 thôi. Và một thế trận giành giật nhau từng tham một. Bé. Có 70 gỗ rồi đấy. Có 70 gỗ rồi đấy. À, vẫn chạy thoát được một dân hết máu. Tuần đấy mà game thủ Cam Quýt mà cắn khéo hơn. Cam Quýt bị bắn kìa. Còn dân đấy không? Không, bị đốt nhà bè kệ đi. Tầm này mình chỉ là một A đều thôi. Để nó đốt lừa lên cắn một con cờ của nó. Không. Chúng ta có dốc nha. Leo dốc không? Hai con rồi lại té. Xin hai con thôi. Chấp Chip Boy có dốc tờ này. Chơi. Quẩy lên. Tạm lai chỉ là 12 thôi. Quản lại ba cái ruộng. Quản lại ba cái ruộng nào. Quản lại ba cái ruộng nào. Bạn đang ăn được ở đâu nhở? Đấy rồi. Đấy cũng còn hết máu kìa. Biết ngay mà. Đây là cái thế trận chỉ ăn mới lại giành giật nhau ba cái ruộng này thôi. Nằm xuống này. Chạy này. Tham
lai là 13. Nó có cái xe giò đấy thôi thì bỏ đi, đừng ăn đấy nữa. Gặp 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 hai con thôi, bắt luôn. Không, đông. Tới này đông. 1 2 1. Nó sẽ đến dần. Hai con hết máu kìa, nhìn rất thèm. Bắn. Rồi. Có dốc nha, đứng lại chơi. Không, ta gọi tình gọi hội, gọi hội. Những tình huống đấu cùng giờ tôi nghĩ là đang rất hay dành cho game thủ Cam Quýt. Và hay quá, timeline ít nhất là game thủ Chipboy chỉ là 11 hoặc 10 thôi. Một cái timeline bên này là 13, bên kia là 11 hoặc 12 thôi. Vâng, solo Zidane quả lại mấy cái ruộng. Quýt ơi, quả lại ruộng nào. Ăn với dành nhau mấy cái ruộng thôi. Chỉ cần chớ bị lỗi thôi, một đều đi được không? Xoay máu kỹ vào. Vâng, cơn này Chipboy đang chấp dốc. Khả năng lại đang làm mấy cái ruộng đấy. Ăn với làm mấy cái ruộng thôi. Đi như này thì khả năng đợi bạn biết. Chắc là bạn biết đấy rồi. Có giận. Không, nhưng cũng rồi hết máu nha. Rồi mình cũng là thương bình. Ở tham đai là 11. Bạn vác cũng rồi. Vâng, vác dần ra quẩy. Nhưng con cũng rồi. Chúng ta sắp được cung rồi đấy. Vâng, sắp được hai con cung rồi. Thôi, thôi 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 thôi. Toàn hết máu rồi, né đi. Sợ quá. Chết. Đấy, tiếp tục bạn đang vác dần ra quẩy và dường như đấy là con cung R vừa nở ra nhà VR của game thủ chỉ cầm ở game thủ Chipboy. Timeline 10 thôi, cung R toàn đỏ máu. Đây 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 đây, yêu lắm bé ơi, chết luôn bé ơi, hết máu bé ơi. Một tham thôi là vô cùng quý. Timeline là 12. Đâu rồi mày, chạy đâu con sâu? Chết rồi, ngã ngửa ra thở rồi, tắt thở luôn. Cháy ruộng Quýt ơi, cháy ruộng, cháy ruộng. Ôi Quýt ơi, tập này một cái ruộng thôi nó vô cùng quý giá Quýt ơi. Dạ, lại ruộng, vẽ lại ruộng nào. Gặp. Nó chạy đúng một cung R đầy máu ở phía trên. Toàn đầy máu thôi nhờ. Điều cung R rất khéo từ Chipboy. Vẽ lại cái ruộng Quýt ơi. Bây giờ này một cái ruộng nó quý như thế là ngàn vàng vậy. Chết. Cái tham lại cung R 12. Cái chớm ông nào chết là tham lại bị đi. Hay quá, còn hai con cung R thôi. Chipboy chỉ còn hai con cung R và Chipboy có một tỷ số là một câu xong trận đấu thứ ba. Cái tham lại 10, còn bên kia là tham lại 7. Thật cạn lời. Siêu tầm, các ông đánh cung R mà cái cảm giác như là các ông lỗi đôi voi thì Chipboy. Vâng, một ông tham lại 10 với ông tham lại 7 đi bắn nhau ạ. Một ông còn 2 dân với ông còn 3 dân, cạn lời các ông. Giờ này mà cảm giác cháy một cái ruộng thôi như thể là vâng một cái con dao mà nó cứa vào tim. Tởm thật các ông. Ừ, thắng 1-0 C2. Ui giời ơi.